Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Nếu tìm kiếm công việc trên mạng xã hội hay trên các hội nhóm Facebook, sẽ không ít lần chúng ta bắt gặp những công việc trong mơ, việc nhẹ lương cao chỉ vì gắn mác lao động nước ngoài. Tuy nhiên, sự thật từ người trong cuộc khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Trở về từ địa ngục sau 4 tháng làm lừa đảo tại Campuchia, nam thanh niên đã chia sẻ bí mật kinh hoàng về đường dây lừa đảo khủng. Vậy, sự việc là như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mình năm nay 25 tuổi, khoảng Noel năm trước thì vô tình đọc được bài tuyển dụng vị trí chăm sóc khách hàng qua máy tính trên Facebook, yêu cầu đánh máy tốc độ 40 từ một phút, sang Campuchia làm với mức lương 25 triệu một tháng. Mình cũng có đăng bài trên group Facebook tìm hiểu thì thấy mọi người bình luận bảo sang Campuchia làm tốt lắm. Đến sau này mình mới biết cả hơn 100 cái bình luận đều là người của chúng nó. Vì nợ nần nên liều mạng đi kiếm cơ hội. Một chút sai lầm kèm mức lương quá hấp dẫn nên mình đánh liều liên hệ môi giới phỏng vấn. Bên môi giới giới thiệu là tuyển Minh vào vị trí làm việc cho ứng dụng tài xỉu casino. Họ lo tất cả chi phí di chuyển từ Việt Nam sang Campuchia, bao gồm giấy tờ, ăn uống. Khi vào đến nơi làm việc, mình rất ngạc nhiên vì tất cả văn phòng hầu hết toàn con nghiện và mình được sắp xếp công việc làm sàn chứng khoán chứ không phải làm casino như đã phỏng vấn. Nơi mình vào làm hay được mọi người gọi là khu robot, cạnh cửa khẩu một bài. Môi trường sống không khác gì chốn ngục tù, xung quanh được bao bọc bởi kẽm gai và lưới điện, mọi ngóc ngách đều có ít nhất hai bảo vệ. Mình chỉ được lên phòng ngủ và xuống sân dưới để ngồi hít khí trời. Lúc bắt đầu công việc, mình được gửi khoảng 5 tập tin trên máy tính, trong đó là hình thức sẽ cần phải học để lừa đảo người Việt Nam mình nhận được tiền lương của người Trung Quốc với mức hoa hồng là 4%. Nghĩa là nếu bạn lừa được 100 triệu, bạn sẽ được bọn này chia cho 4 triệu. Mới đầu sang, mỗi ngày mình làm việc 9 tiếng, sau đó 4 tháng công việc của mình là 15 tiếng một ngày. Mỗi ngày, mình đều phải gửi báo cáo cho người Trung với nội dung là mục tiêu ngày mai lừa được bao nhiêu người, lừa được bao nhiêu tiền đều phải báo cáo. Làm không được bị chích điện, bị bán qua công ty khác không có tiền chuộc phải bán cả thận. Bỏ trốn nếu bị bắt được sẽ bị những kẻ này đánh không bằng chết, áp lực quá thì nhảy lầu tự tử. Có mấy người trốn và bị bắt được bị đánh đập thê thảm, con người còn bị chặt gót chân và để ở cửa khẩu kêu người nhà tới chuộc bằng tiền về. Quay lại câu chuyện lừa đảo của các đối tượng này, hình thức lừa đảo phổ biến nhất của chúng là tài xỉu. Chúng sẽ cho người chơi ăn tiền. Bạn ăn được 1, bạn sẽ mất đi 10, bởi vì có người trực tiếp điều khiển cầu tài hay xỉu. Thậm chí bạn có thể đen hơn khi mới nạp 100 triệu vào tài khoản, đã bị chúng nó khóa tài khoản và ăn chặn luôn. Chưa hết, trên các sàn giao dịch mua sắm trực tuyến như Lazada, Shopee, ByteDance, DHL, Citigroup, các mẹ bỉm sữa bị lừa rất nhiều. Các đối tượng sẽ đăng bài viết với nội dung tuyển việc làm online hoa hồng cao. Nhiệm vụ của bị hại sẽ phải thanh toán đơn hàng ở Shopee để nhận hoa hồng. Anh Minh cho biết thêm, ví dụ các đối tượng cho đơn hàng nệm cao su với giá 800k. Khi bạn giúp những đối tượng này thanh toán đơn hàng, tiền bạn sẽ được chuyển trực tiếp vô tài khoản của chúng. Thanh toán đơn 800k, nó sẽ chuyển khoản trả cho bạn 850k. Đơn tiếp theo của bạn sẽ là 1 triệu 500k. Nếu thanh toán thành công, nó sẽ trả cho bạn 1 triệu 600k. Biết lòng tham con người sẽ không dừng lại, các đối tượng này sẽ cho nạn nhân đơn với giá 5 triệu đồng. Nếu bị hại thanh toán thành công, những kẻ này sẽ lấy lý do chuyển khoản chậm hoặc ghi sai nội dung. Nói chung, chúng sẽ tìm cách đổ lỗi. Nếu như bị hại không nạp thêm 5 triệu nữa, hệ thống của các đối tượng này, chúng sẽ thu luôn vốn của bị hại và không trả. Tuy con số nghe có vẻ ít, nhưng văn phòng khoảng 20 người có ngày doanh thu lừa đảo lên đến cả tỷ đồng. Chẳng những lừa đảo trên nền tảng mua bán trực tuyến, các đối tượng còn giả mạo các sàn uy tín. Được biết các đối tượng Trung Quốc sẽ mua data khách hàng có trên 1 tỷ trong tài khoản, sau đó dùng Zalo để tiếp cận khách hàng. Khi đăng ký thành công, những kẻ này sẽ hào phóng tặng 1.000 đô la vào tài khoản cho khách với hình thức là sẽ có đội ngũ giúp khách kiếm tiền. Không cần làm gì, mỗi ngày vẫn có 20% hoa hồng từ 1.000 đô được tặng. Tuy nhiên, 1.000 đô này không thể rút ra sử dụng được. Theo lời Minh, mỗi ngày những tên này cho khách hàng đều rút được 20 đô tiền về tài khoản. Sau khoảng một tuần cho khách ăn tiền thì chúng bắt đầu kêu gọi đầu tư với nhiều ưu đãi, ví dụ nạp 1.000 đô tặng 1.000 đô,
nạp càng nhiều, lãi mỗi ngày càng tăng. Tuy nhiên đã có không ít những cảnh đau lòng xuất hiện. Theo Minh kể, có một sư thầy ở Việt Nam bán cả xe ô tô và đất để đầu tư số tiền 5 tỷ, xong bị các tên này chặn và không cho rút tiền. Nhiều người thắc mắc vì sao lừa đảo nhưng vẫn có rất nhiều người tham gia chơi. Tuy nhiên sau đó ai cũng vỡ lẽ, thì ra tất cả chỉ là nick ảo của những tên gian manh bên biên giới. Tiếp theo là sự việc bắt thành công băng đảng bắt cóc chuyên nghiệp. Vậy, chi tiết vụ việc như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Giữa tháng 9, gia đình chị Lý Diệu Trân Châu ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh bàng hoàng nhận cuộc điện thoại của một người đàn ông. Bọn tao là băng nhóm bắt cóc chuyên nghiệp, muốn nhận lại con thì hãy chuẩn bị 50 cây vàng. Nếu báo công an, con mày sẽ nhiễm HIV. Trước đó, đứa con 3 tháng tuổi của chị Châu bị người giúp việc bắt cóc, nên khi nhận được cú điện thoại, cả gia đình hoảng sợ cầu cứu đến Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phía Nam. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự lúc bấy giờ là Đại tá Nguyễn Tri Phương, Phó Cục trưởng, hợp khẩn với một số phòng nghiệp vụ, xác định rõ là bằng mọi giá truy tìm kẻ bắt cóc, bảo đảm an toàn cho cháu bé. Hàng chục trinh sát tỏa ra các hướng, hàng chục khách sạn nhà nghỉ bị kiểm tra đột xuất, nhưng không tìm thấy hành tung cháu bé ở khu vực nghi vấn. Hơn 20 giờ sau khi tiếp nhận tin, mũi trinh sát ở quận Gò Vấp phát hiện tại một nhà dân ở phường 14 làm nghề giữ trẻ, có một bé khoảng 3 tháng tuổi được một cặp vợ chồng lạ mặt gửi giữ. Lập tức, nhà này bị chốt chặn. Người giữ trẻ cho hay một cặp vợ chồng mang đứa bé tới, nói là con của họ gửi 3 ngày vì có công việc. Xác định cho bé là nạn nhân của bọn bắt cóc nên trinh sát đưa bé về công an phường. Lúc nhận con từ tay Thượng tá Trần Văn Quảng, Phó phòng 4, chị Châu đã khóc nấc, gia đình ai cũng rưng rưng vì mừng. Tuy nhiên với các trinh sát, vụ án chưa kết thúc. Họ tiếp tục vạch kế hoạch để bắt nhóm tội phạm này. Người giữ trẻ được căn dặn kỹ vì chắc chắn nhóm bắt cóc sẽ liên lạc với bà. Đúng như dự đoán, tối hôm sau nhóm bắt cóc liên lạc với mẹ cháu bé, yêu cầu bỏ vàng vào 2 túi sách, chạy xe máy ra khỏi nhà và làm theo chỉ dẫn của bọn chúng. Qua điện thoại, nhóm bắt cóc hướng dẫn vợ chồng chị Châu lên cầu Phú Mỹ, quận 7. Khi đến điểm hẹn, nhóm bắt cóc yêu cầu ném vàng xuống dưới chân cầu. Khi chưa hỏi các trinh sát, vợ chồng chị Châu đã vứt túi vàng, thực chất là đá theo yêu cầu. Thấy đá, nhóm tội phạm gọi điện thoại quát chị Châu, dọa sẽ giết cháu bé. Liên tục 2 hôm sau, nhóm tội phạm liên tục di chuyển về Cần Giuộc, Long An, rồi lên Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục xuống Gò Công Đông, Tiền Giang. Và tin chắc, cháu bé vẫn còn trong tay họ. Trong quá trình di chuyển, họ vẫn yêu cầu vợ chồng chị Châu giao vàng, nhưng lấy 25 cây trước, số còn lại lấy sau. Đến ngày thứ 3, nhóm bắt cóc di chuyển từ Gò Công Đông về quận 7, nên các trinh sát phải phục kích ở tất cả các điểm nghi vấn. Tối ngày 13 tháng 9, nhóm bắt cóc gọi điện thoại yêu cầu vợ chồng chị Châu chạy xe máy đi lòng vòng, rồi điều vợ chồng chị vào một con hẻm, thả gói vàng xuống đất. Khi cặp nam nữ chạy xe máy qua, người phụ nữ nhảy xuống nhặt gói vàng, thì các tổ công tác đồng loạt bao vây. Người phụ nữ chạy thục mạng, nhưng biết không thoát nên vội cầm một chai nước, ngửa cổ uống ừng ực. Người đi cùng bị trinh sát quật ngã. Lúc bị đè xuống đất, người này cũng cố lôi chai nước ra, ngửa cổ uống. Hai nghi can Võ Thị Thanh Thúy và Nguyễn Xuân Tâm, ngụ quận 4, nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì hai chai nước họ chuẩn bị sẵn là thuốc độc. Tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phạt Võ Thị Thanh Thúy 13 năm tù, Nguyễn Xuân Tâm 11 năm tù cùng về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Đại tá Trần Văn Quang, người trực tiếp chỉ đạo các mũi trinh sát giải cứu cho bé nhớ lại. Bây giờ về hưu, nhớ lại những lần truy bắt tội phạm, một trong những điều ấn tượng nhất với tôi là khoảnh khắc người mẹ nhận con tại công an phường 14 quận Gò Vấp. Cả hai mẹ con đều khóc òa. Người cha khóc và chúng tôi cũng rơm rớm nước mắt. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.